Chấp đánh một tay đi anh, đánh một máy thôi. Ok, mới đánh một tay nha. Nè nha, một tay đàng hoàng, ok. Mày làm gì tao không nghe hết luôn á. Tao nghe tiếng thở, tao nghe tiếng kéo bàn, tao nghe tiếng phím. Everything. Đang xài mic đàng hoàng mà. Đang xài mic mic treo lên bàn đàng hoàng mà. Đâu ai cũng được không? Cái mic đó mày mua bao nhiêu? Tên rồi mà anh. Mic này hả? Mic này không biết để em chỉ lại cho A còng. Xenix SM008 106. Ây da, đau tim quá. Ây da, trời là trời, mic 108 rồi không ngon. Oh fuck no. Kiểu dùng mic để nói mà, đâu cần biết. Rối loạn tiền đình luôn rồi, nát ơi, tao rối loạn tiền đình luôn rồi. À, mic treo tường luôn đó anh em, mic treo tường luôn đó. Nó nghe nó nói mình đang hy vọng vào một cái gì đó. Trời ơi là trời, sợ thiệt mày luôn nát. Nghe nói được donate 60 triệu mà. Này thôi, người ta bỏ cái mic đi. Chịu hay chịu bạc mà. Tính đầu tư rồi. Mà đầu tư chỗ ở trước đã. Vâng. Giờ để xem cần gì để đầu tư nè. Để không nó nghe. Chứ gì nữa, bây giờ tháng cũng phải trả tiền cho edit đàng hoàng chứ mày. Phải không? Gì đó, để lập nghiệp mà nó phải suy nghĩ làm sao mà cho nó đủ, vừa đủ để mà phát triển chứ. Phải không? Mít thì hiện tại chưa cần. Phải không? Nếu bạn muốn á thì ok, mai để mình xem. Phải không? Phải, mấy mít này 160 chứ nhiều thì mai ai biết được mua mít 160 các bạn xem. Phải không? Trời ơi là trời. Rồi hôm nay coi stream, coi stream với chúng tôi nè. Coi stream tôi nè. Ủa? Khoan, từ từ tôi hỏi lại. Ví dụ bây giờ thằng Simon nó lấy R của thằng này đi, thằng Nam choát này đi. Xong rồi tôi R thằng này nữa được không? Nghe không? Nam choát với chúng tôi nè. Được không? Được không? Được hả? Ok ok, hiểu. Này thì team tôi làm gì căng thẳng dữ ta. Nó đánh vui vẻ thôi mà. Phải xem. Trời ơi ông nội này sao tên là tôi dạy dột luôn vậy. Trời ơi không sao chiêu kìa. Ui. Tôi à, ông này cũng đặt tên mà, đâu phải bị đổi tên đâu. Này quá xem mình ơi. Mày định két với anh thì anh nhường mày, mày làm gì mày căng. Bộ anh xem anh. Nope. Chớ. Mày biết cần đo đong đếm cái âm lượng ở trong game rồi cái căn mặt 3, lấy căn mặt 3 nhân cho phân tử cộng hoại tử chia cho 15 x 25 thì phải đúng hệ thống của nó như vậy mới được. Hơn là hồi xưa mới học giỏi toán chứ không là không có chỉnh mic được đâu. Ngon. Đi lùm cái blue coi. Ê hay gì vậy? Nếu như cái con Syndra đó nó là cái skin nào là mình sẽ chọn cái bi đó luôn hả? Tổ chức vậy? Ừ. Anh em thấy mất mạnh không? À, mình mất R nè. Không có lát qua nè, thấy không? Anh em thấy không? Thấy mất lát không? Nè, mất không nghe sao nó né. Mất không nghe sao nó né mọi người, nó coi nè. Nè, nhìn nè. Đó. Nhỏ, thằng nhỏ đơ luôn. Đéo hiểu em luôn cái xe mình. Em định két anh đéo hiểu em luôn cái xe mình. Em mắc cười quá hà. Nằm đây,
Nó rồng đây mọi người ơi. Nè nhìn mấy thằng bên kia đá chuyền chạy ra nè. Nhìn mấy thằng bên kia đá chuyền bắn rồng đây, rồng đây, rồng đây. Rồng rồng bà con ơi, rồng bà con ơi. Đó đó đó, không mấy ảnh lạng lại đó không. Dễ thương, đáng yêu, cute lắm liền. Bây giờ mất chờ hết thời gian con khe nước này xong rồi là ăn mất sự cố mất thả hai con khe nước. Con này được bao lâu ta? 218 giây. Lát là thả xong làng luôn con khe nước kia lên thả hai con cho nó hút. Để tôi lấy R. Ồ nó mạnh. Thôi đừng ăn rồng lỗi lắm. Chết rồi đó. Em thấy không? Mình tăng tăng mình nhảy nhay xíu cho nó vui. Chấp đánh một tay đi anh, đánh một máy thôi. Ok, mới đánh một tay nha. Nè nha, một tay đàng hoàng, ok. Ôi mà mỏi tay quá mấy cha ơi. Đéo phải là nó khó đánh mà để cái tay nó mỏi quá à. Chuẩn bị thả nè. Thả. Đi lên lùm con khe nước. Ủa? Sao con Baron rồi? Nani? Omi qua mù xin đi đâu? À con Baron xong được con nữa hả? Rồi mất mạng khe nước trên rồi. Trời tiếc vậy. Mất cái clip của tôi rồi. Mấy con quỷ này mất cái clip của ta tao quạo rồi đó nha. Quạo lắm rồi đó. Đó quýnh tao đi. Quýnh tao cho đã đi. Nè tao sẽ may. Tao sẽ may con Baron nè. Ờ quýnh tao đi. Đó quýnh đi. Làm chày tao hộ cái. Làm chày. Làm chày mất hộ. Làm chày mất hộ. Làm mất chày hộ. Làm mày hết chỗ. Đây 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 theo Jason. Thấy không? Mọi người thấy mất e khép góc ghê không? Từ từ, để tôi farm lên thêm cái bộ thích nghi nữa cái đã. Gì vậy? Bố mày có smile. Đợi em được kìa. Cho đó. Tụi nó biết tôi đéo cái smile. Quá mấy này chơi chiêu quá mấy ông ơi. Ồ nó tuôn kìa, con nó tuôn kìa. Nó tuôn liên tục luôn kìa. Trời cái gì vậy trời. Chết đi. Chết đi. Quá mạnh. I'm so strong. À, nhìn nè. Phá lên đánh trụ nè. Đó. Rồi. Tool tôi hộ. Tool tôi hộ cái. Tool tôi xong rồi có sống không? Quan trọng là có sống không? Quan trọng là có sống không á. Quá mạnh. Đúng là cường bảy mạnh mà. Ê.
Xe Minh đâu rồi ta? Xe Minh chắc nhà bắt ngủ quá. Ô mày qua màu xin đầy rượu. Ô mày qua màu xin đầy rượu. Ô mày qua. Ô là ô mày qua. Ô mày qua màu xin đầy rượu. Tao thấy tôi trâu không? Má bà còn nó quýnh đéo mất máu luôn. Anh có đang một tay không? Có. Chúng ta đi, chúng ta đi. Chúng ta nữa đi. Chúng ta nữa đi. Chúng ta nữa đi. Chúng ta nữa đi. Chúng ta đi. Quýnh đi. Đó, quýnh tao đi. Ừ, quýnh nhiều vô, quýnh nhiều vô. Đúng rồi, rứa. 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 Ừ. Quay, quay. Ôi. Đồng đội đâu hết rồi, đồng đội ơi. Godlike. Ê, nó mày qua mua xin đê ru ở trong kìa. Trời, để anh, mấy cái mạng này để anh. Mấy đứa không phải lo, lo hết á. Anh là cường bảy lo mà. Đó. Lấy 50 đồng nè, được cộng thêm một elo nè. Ghê.